Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns hôm 2 tháng 2 nhận định rằng 6 tháng tới sẽ là rất quan trọng và khốc liệt đối với Ukraine. Phát biểu tại Đại học Georgetown, ông Burns nói CIA tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nỗ lực bào mòn ý chí của người Ukraine và cho rằng sự mệt mỏi chính trị sẽ làm suy giảm sự ủng hộ của châu Âu đối với Kiev. Tuy nhiên, ông Burns nói, chiến sự càng kéo dài thì nguy cơ với ông Putin càng lớn. Chúng tôi thấy có vẻ như chìa khóa sẽ nằm ở chiến trường trong 6 tháng tới, để làm cho ông Putin thấy rõ rằng không những không thể tiến xa hơn ở Ukraine, mà mỗi tháng trôi qua, nguy cơ sẽ càng lớn đối với ông ấy về việc đánh mất những phần lãnh thổ mà ông ta đang kiểm soát ở Ukraine cho đến nay. Vì vậy, tôi nghĩ rằng giai đoạn tiếp theo sẽ cực kỳ hệ trọng. Giám đốc CIA cũng cáo buộc mối quan hệ quân sự đang phát triển giữa Nga và Iran. Ông Burns nói ông đã chứng kiến tác động hủy diệt của máy bay không người lái UAV Iran ở Ukraine trong chuyến thăm gần đây nhất. Lần cuối cùng tôi ở Kiev vài tuần trước, tôi đã dành khoảng 30 giờ ở Ukraine, mà trong đó 6 tiếng là chúng tôi phải xuống hầm tránh bom vì có hai cuộc tấn công của người Nga nhắm vào các cơ sở dân sự của Ukraine. Nhiều trong số chúng là UAV Shahed-136, UAV mà Iran đã cung cấp cho người Nga. Trong khi đó, ông nói rằng châu Phi cũng là một khu vực quan tâm liên quan đến Nga. Ông Burns giải thích rằng tập đoàn Wagner, mà ông mô tả là một tổ chức đặc biệt đáng sợ của Nga, đang mở rộng ảnh hưởng của mình ở Mali và Burkina Faso. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.